Trưởng lão Pilindavacha. Pilindavacha kệ ngôn pháp cú câu 408. Akakasan Vinyapanin Giran Sakyam Udiraye Yaya Napishaje Kanchi Tamahangrumi Ramanan. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana đề cập đến trưởng lão Pilindavacha thường nói rằng: người đê tiện hãy đến đây, người đê tiện hãy đi đi. Thường vị ấy vẫn gọi bậc xuất gia hay tại gia bằng danh từ ấy. Một hôm Chư Tỳ Khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, hiền giả Pilindavacha thường gọi Chư Tỳ Khưu bằng danh từ người đê tiện. Đức Thế Tôn cho gọi trưởng lão Pilindavacha đến phán hỏi rằng: này Pilindavacha, được nghe rằng người gọi Chư Tỳ Khưu bằng danh từ đó, có thật chăng? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn quán xét về tiền hạnh của trưởng lão Pilindavacha rồi, ngài phán dạy rằng: này các Tỳ Khưu, các ngươi chớ nên buồn phiền Tỳ Khưu Pilindavacha, vị ấy không có ác ý khi gọi các ngươi bằng danh từ đó đâu. Này Chư Tỳ Khưu, đó là tiền khiên tật của Tỳ Khưu này, vì trong quá khứ Tỳ Khưu Vacha thọ sanh vào gia tộc trưởng giả 500 kiếp liên tục, y thường gọi danh từ đó trong nhiều kiếp như thế, nên đã trở thành thói quen, bậc vô lậu không còn nói lời thô bỉ chướng tai để xúc phạm đến người khác. Do vậy, lời nói ấy của con Như Lai là vị tiền khiên tật. Rồi ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Chú giải: Akakasan là lời nói tao nhã, Vinyapanin tức là hiểu được nhau, Sakyam tức là chân thật, Napishaje là lời nói nào không làm người khác buồn phiền và tức giận, thì các bậc vô lậu từng dùng những lời ấy, do vậy ta gọi người như thế là Bà La Môn. Dịch giả cận đề: đại đức thường kêu sách mé người, ê đồ khốn nạn lại đây chơi, chư tăng bất mãn thưa linh Phật, Phật bảo tiền khiên tật đó thôi, La Hán không hề giận ghét ai, ôn hòa lợi ích chẳng đơn sai, không lời thô ác vì sân hận, ta gọi Bà La Môn đức tài, giúp tích trưởng lão Pilindavacha.